Công an Bình Thuận vào cuộc vụ thoát tội giao cấu. Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ vào cuộc xem xét toàn diện vụ thoát tội giao cấu nhờ giám định tuổi. Như chúng tôi đã phản ánh, ông LVQ, cha hai bé gái bị giao cấu và dâm ô tại xã Đa My đã khiếu nại thông báo không khởi tố hình sự nghi can TTT, ngụ huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chuyển đơn của ông Quy yêu cầu công an làm rõ và trả lời kết quả. Để làm rõ tính pháp lý của vụ việc, chúng tôi giới thiệu bài viết của ông Đinh Văn Quế, nguyên tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao. Trước hết phải nhận thức rằng tội giao cấu với người dưới 16 tuổi là hành vi giao cấu có sự đồng thuận của nạn nhân. Nếu hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân thì phải xem xét đến các dấu hiệu khác là hiếp dâm, cưỡng dâm đối với người dưới 16 tuổi. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của sự việc thì đối tượng TTT đã giao cấu với cháu H là có sự đồng thuận của cháu nên không có dấu hiệu của hành vi khác. Tuy nhiên, việc xác định tuổi đối với cháu H thì cần phải xem lại. Căn cứ vào giấy khai sinh thì cháu H sinh ngày 13 tháng 12 năm 2000. Theo xác định của công an huyện thì gia đình cháu khai sinh quá hạn 3 tháng nên phải trưng cầu giám định tuổi. Việc làm này là đúng quy định. Căn cứ vào kết quả giám định tuổi của Phân viện Khoa học Hình sự, Tổng cục Cảnh sát tại Thành phố Hồ Chí Minh thì vào thời điểm giám định tháng 12 năm 2016, cháu H có độ tuổi từ 15 năm 9 tháng đến 16 năm 3 tháng. Theo lời khai của T và cháu H thì hai người đã có quan hệ tình dục với nhau nhiều lần dẫn đến cháu H có thai chứ không phải chỉ một lần vào ngày 9 tháng 10 năm 2016. Vậy căn cứ vào đâu mà công an huyện lại kết luận thời điểm T giao cấu với cháu H là lúc cháu đã 16 tuổi 7 ngày? Nếu căn cứ vào thời điểm giám định thì việc xác định độ tuổi của cháu H thấp nhất là 15 năm 9 tháng và cao nhất là 16 năm 3 tháng tuổi. Sự việc được phát hiện vào ngày 9 tháng 10 năm 2016 nhưng công an chưa xác định lần đầu tiên T giao cấu với cháu H là ngày nào thì sao lại kết luận lúc giao cấu cháu H đã 16 tuổi 7 ngày. Theo tôi, kết luận của công an huyện là chưa có căn cứ vững chắc dẫn đến có thể bỏ lọt tội phạm. Đối với trường hợp cháu V, em của cháu H, trong bản thông báo của công an huyện viết, sau khi T giao cấu với cháu H thì cháu H đi tắm. Lúc này còn lại một mình T và cháu V nên T đã nằm sát vào cháu V và dùng chân gác lên người cháu. Sau đó T dùng tay sờ vào âm hộ của cháu V nhưng cùng lúc đó cháu H bước vào nên T bỏ tay ra khỏi quần cháu V. Cháu V ngồi dậy ôm chị khóc và nói, anh T hiếp dâm em. Rồi chạy sang nhà ông B hàng xóm nhờ gọi điện báo cho công an xã Đa My. Công an huyện cho rằng ngoài lời khai của đối tượng T, cháu V và cháu H thì không có chứng cứ nào khác để chứng minh. Vì theo kết quả giám định thì màng trinh của cháu V còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu tổn thương bộ phận sinh dục nên không đủ cơ sở chứng minh T có hành vi dâm ô đối với cháu V. Nhưng theo tôi, chính những tình tiết nêu trên đã là chứng cứ rất quan trọng để xác định hành vi phạm tội của T. Nếu là hành vi dâm ô thì phải có sự đồng thuận của cháu V, nhưng căn cứ vào diễn biến sự việc thì cháu V không đồng tình để T dâm ô với mình. Tại sao cháu V phải ôm chị khóc và nói, anh T hiếp dâm em? Tại sao V phải chạy sang nhà ông B để nhờ gọi điện thoại báo cho công an xã? Nếu có sự đồng thuận thì không bao giờ cháu V lại có những cử chỉ và hành động như vậy. Giả thiết chị của cháu V không vào kịp thời hoặc trong nhà chỉ có T và cháu V thì hậu quả sẽ xảy ra như thế nào? Ai dám chắc là T sẽ không thực hiện hành vi giao cấu với cháu V? Với các tình tiết như vậy, nhưng công an huyện không nghĩ đến trường hợp hành vi của T là hành vi hiếp dâm hoặc cưỡng dâm chưa đạt mà chỉ nghĩ đó là hành vi dâm ô với cháu V. Cứ cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định T hiếp dâm hay cưỡng dâm thì chí ít cũng là hành vi dâm ô vì chính bản thân T cũng thừa nhận như vậy. Bởi hành vi dâm ô thì cần gì yếu tố nạn nhân phải bị rách màng trinh hay tổn hại bộ phận sinh dục. Việc ông Quy, cha của hai cháu không đồng tình với thông báo không khởi tố của công an huyện là điều dễ hiểu. Tôi cho rằng dư luận cũng không đồng tình với quyết định trên, nhất là hiện nay tình trạng xâm phạm tình dục đối với trẻ em gia tăng và nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an tỉnh Bình Thuận nên vào cuộc hủy quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Bên cạnh đó, đây là một vụ án phức tạp, nhiều mâu thuẫn, nên cơ quan tố tụng cấp tỉnh nên lấy hồ sơ vụ án lên để điều tra theo thẩm quyền. Mục đích là làm rõ hành vi giao cấu của T đối với cháu H và xâm hại tình dục đối với cháu V để có câu giải đáp rõ ràng cho dư luận và gia đình ông Quy.